Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh, nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Tráp 319. Chúc công tử năm trước đã đứng đầu, nhưng chúc tướng đã ép hắn hai lần, thật không dễ dàng khi làm hậu duệ của một gia tộc danh giá. Đúng vậy, nếu lần này chúc công tử không đứng đầu, ta sẽ đào ra cả đôi mắt của mình. Đúng vậy, nếu Bát Điên có thể vượt qua, ta cũng sẽ đào ra tròng mắt của mình. Trúc Hồng Bình cười khẽ, sau đó cũng đứng dưới chờ xem bảng xếp hạng. Hành động này của hắn đã thu hút được nhiều sự thiện cảm từ mọi người. Tôn tử của tể tướng, cháu trai của vương hậu lại tự mình đến xem bảng xếp hạng mà không hề tỏ ra kiêu căng. Quả nhiên là tài tử số một của thủ đô. Thẩm lãng đâu? Thẩm lãng đâu? Bỗng nhiên có người hỏi. Thẩm lãng, kẻ gây tai họa kia, dám tới không? Hắn chắc chắn sẽ thua, nếu tới, chẳng phải sẽ bị chúng ta cho chết đuối trong nước miếng sao. Ta đã chuẩn bị lời chế diễu suốt 3 ngày chỉ chờ phun vào mặt thẩm lãng nếu hắn không tới thì phải làm sao bây giờ? Sau khi bảng xếp hạng được công bố chúng ta hãy đến nhà thẩm lãng vây bắt hắn. Chỉ cần hắn vừa bước ra khỏi cửa, chúng ta lập tức phun nước miếng vào mặt hắn. Dù sao, ta đã viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen, kể cả khi kiện tụng đến trước mặt quốc quân, chúng ta cũng có lý do để giải thích. Lúc này, một người cười lạnh và nói bệ hạ sẽ không bảo vệ hắn. Lần này, Bát điên và 10 người khác đều không thể vượt qua, lại còn có người ngủ trong quá trình thi. Điều này làm mất mặt bệ hạ, Thẩm Lãng đã phạm tội khi quân. Chỉ cần bảng xếp hạng được công bố, 11 người đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Thẩm Lãng có thể tránh khỏi tội tử, nhưng tội sống khó tha, hắn muốn gây rối. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có lý, nhưng vào lúc này, đám người lại một lần nữa náo loạn. Thẩm Lãng tới rồi, Thẩm Lãng tới rồi, người này thật sự dám tới sao? Người nhỏ bé này thật sự không biết chết là gì sao? Có lẽ hắn đói quá không chịu nổi, đang chờ ta chửi. Sau đó, toàn bộ khu vực trước trường thi trở nên ồn ào. Ít nhất có hàng ngàn người đang chửi, bên cạnh Thẩm Lãng có khoảng 100 nữ trang sĩ bảo vệ. Có một người lớn tiếng hỏi, "Thẩm Lãng, cuộc đánh cược trước đó còn tính không?" Thẩm Lãng cười và nói, "Tất nhiên là còn tính." Mọi người vui mừng. "Thẩm Lãng, đây là lời của ngươi, mọi người đều nghe rõ." Thẩm Lãng nói cuộc đánh cược vẫn còn. Vậy thì sau này khi chúng ta phỉ nhổ ngươi, thẩm lãng ngươi không được tránh né, cũng không được phản kháng." Thẩm lãng nói, "Sau khi bảng xếp hạng được công bố, nếu ta thua, các ngươi cứ tự nhiên phỉ nhổ. Nhưng nếu ta thắng, xin nhớ kỹ lời đánh cược, ăn phần 10 cân." Lời này vừa ra, vô số người ầm ầm cười to, làm sao Thẩm lãng có thể thắng được? Tin tức về việc bát điên ngủ ngon trên sân thi đã được truyền đi từ sớm. Mặt khác, 10 tay đấu sĩ của bát thị đã bị đánh bại ngay ngày đầu tiên của cuộc thi võ cử dù mặt trời có mọc từ phía tây, thẩm lãng cũng chắc chắn không thể thắng được. Thẩm lãng một lần nữa nói mạnh mẽ, ta đã nói, ta sẽ thắng, các ngươi có tin không? Mọi người hào hứng đáp lại, chúng ta tin, nếu bát điên và mười tay đấu sĩ kia thắng, chúng ta sẽ ăn phần mười cân, một lời đã định, một lời đã định. Khi nghe được lời này, Trúc Hồng Bình, thiên tài số một của thủ đô, không khỏi nhíu mày. Hắn đã nghe nói về thẩm lãng từ lâu, nhưng không ngờ hắn lại thu tục và không kiềm chế như vậy khiến mọi người hoàn toàn thất vọng nhưng hắn tôn trọng quân tử đạo nên không khẩu ra ác ngôn nên coi thẩm lãng như không khí khi thẩm lãng đến mọi người càng mong chờ hơn tại sao bảng xếp hạng vẫn chưa được công bố đã trễ hơn một canh giờ rưỡi so với thông thường chuyện gì đã xảy ra vậy và đúng lúc này từ phía xa truyền đến tiếng la hò một số người hô to bảng xếp hạng bảng xếp hạng trước đây không có quy củ này bảng xếp hạng thường được công bố một cách yên lặng mọi người không khỏi hào hứng Cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng đến, hàng ngàn người ùa lên. Mấy tay võ sĩ cũng không cố tình kéo dài thời gian, vài người cùng nhau lên trực tiếp dán tất cả các bảng xếp hạng lên. Không chỉ có bảng xếp hạng của Ân Khoa Văn Thí, cả bảng xếp hạng của Ân Khoa võ cử khảo thí cũng được dán lên cùng lúc. Mọi người đều ngạc nhiên, trước đây không có quy củ này, trường thi chỉ dán bảng xếp hạng Văn Thí, nhưng như vậy cũng tốt, không cần phải chạy ra ngoài su mật viện. Trúc Hồng Bình biết mình đã đạt được vị trí đầu tiên hắn đến xem bảng xếp hạng không phải để khoe khoang mà là vì lễ phép để tránh cho người ta có ấn tượng không tốt về mình vì vậy sau khi xem qua bảng xếp hạng hắn sẽ rời đi nhưng khi ngẩng đầu lên hắn không khỏi rung động phát hiện ra người đứng đầu đều phải là mình mà là một người tên là bát lĩnh người đứng thứ hai mới là trúc hồng bình điều này làm sao có thể chuyện gì đã xảy ra vậy ta đã đạt được vị trí đầu tiên tại sao lại rơi xuống vị trí thứ hai trong kỳ thi này ta à, trúc hồng bình đã phát huy rất tốt làm sao có thể có người văn chương hơn ta liệu có phải vì bối cảnh gia đình của ta nên họ muốn cố tình chèn ép ta không không thể như vậy ông nội nói không cho ai chèn ép ta mà và bát lĩnh là ai vậy trước đây ta chưa từng nghe nói về người này không chỉ trúc hồng bình mọi người trong trường cũng ngạc nhiên khi nhìn vào bảng xếp hạng người đứng đầu không phải là trúc hồng bình điều này thật không thể tin được bảng xếp hạng không có tên bát điên không có bát điên thẩm lãng thua mọi người hãy nhổ nước bọt vào mặt hắn một đám du côn ồn ào họ hào hứng chạy về phía thẩm lãng chuẩn bị thực hiện lời đánh cược nhổ nước bọt vào mặt hắn chúc hồng bình có đạt được vị trí đầu tiên hay không họ không quan tâm chỉ cần bảng xếp hạng không có tên bát điên là đủ thắng rồi thắng rồi hãy nhổ vào mặt thẩm lãng nhưng vào lúc này có người buồn bã nói bát điên chỉ là biệt hiệu tên thật của hắn là bát lĩnh khi nghe lời này mọi người đều kinh hoàng không thể tin được Liệu có chuyện như thế này không? Đúng vậy, người ta gọi hắn là Bát Điên. Và còn có 10 người khác, họ được gọi là Bát Nhất, Bát Nhị và cứ thế đến Bát 10, tất cả họ đều đã đạt được thành tích cao trong võ cử, từ vị trí thứ 3 đến thứ 19. Bát Điên đã đạt được vị trí đầu tiên trong kỳ thi văn và giành được giải nguyên ở thủ đô. 10 người kia của Bát Điên, tất cả đều có tên trên bảng xếp hạng võ cử. Thẩm Lãng đã thắng, hắn đã thắng, mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn vào tên trên bảng điểm không thể tin nổi, thẩm lãng và 11 người dưới quyền hắn đều đã đạt được thành tích cao. Mọi người đều cảm thấy ra đầu tê dại, toang, toang rồi, đầu tiên là sự yên lặng chết lặng. Sau đó, giống như một viên đá lớn đã rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo ra sóng to gió lớn. Này, làm sao có thể? Mặt trời không phải mọc từ phía đông sao, ta không phải đang mơ mộng đâu. Thế giới này chưa hủy diệt, vậy tại sao lại có chuyện vô lý như thế này? Sau một tháng huấn luyện, 11 người giới quyền thẩm lãng không chỉ tham gia kỳ thi mà còn có tên trên bảng vàng. Đây là kỳ tích hay sao? Đù mé, thẩm lãng là người hay quỷ. Hắn chắc chắn là yêu quái. Điên rồi, thế giới này quá điên cuồng. Và lúc này, giọng nói sâu thẳm của thẩm lãng vang lên. Các vị đã đặt cược thì phải chấp nhận thua, ta đã thắng, các ngươi phải ăn phân 10 cân. Sau đó, hắn đột nhiên lấy ra tờ giấy dài mà trước đó đã đặt cược, viết rõ ràng bằng mực đen trên giấy trắng. Hơn 1.000 người đã ký tên, còn có dấu tay. Nghe thẩm lãng nói, tất cả du côn lưu manh đều ngỡ ngàng. Lúc ký kết cuộc đánh cược này, ai biết được thẩm lãng sẽ thắng. Những sự việc nghịch thiên như thế này, căn bản không thể xảy ra. Nhưng kết quả hiện tại đã thật sự diễn ra. Vậy bây giờ phải làm sao? Dĩ nhiên là trốn tránh. Chẳng lẽ thật sự phải ăn 10 cân sao? Điên à, chết người đó. Vì thế, một đám du côn lưu manh đã ký tên rồi nhanh chóng rời đi. Nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi thẩm lãng. Nhưng nếu chúng ta thua, đừng mơ tưởng chúng ta sẽ thực hiện cuộc đánh cược. Chúng ta, nhóm người này, không sợ nợ ai, đừng nói là nợ cờ bạc, chúng ta còn nợ tiền ăn uống nữa. Định chạy đi đâu? Võ liệt lạnh lùng hỏi. Ngay sau đó, một đám nữ võ sĩ xuất hiện. Họ chặn hai con đường, không cho bọn họ rời đi. Những du côn này tức giận ngay lập tức. Chuyện của ta không liên quan, ta không có đánh cược với thẩm lãng, ta chỉ đến xem độ náo nhiệt. Ta đến đây để đánh tương, đã xảy ra chuyện gì vậy tránh ra chó ngoan không cản đường cho cái cũng giống nhau không cho nói nữa ta sẽ cởi quần đây những tên lưu manh này không biết xấu hổ hoàn toàn không có liêm sỉ võ liệt chỉ vào một tên lưu manh và nói ngươi dám cởi thì hãy cởi đi võ liệt tuy rằng lớn lên anh tuấn như là nam nhân nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân hơn nữa vẫn là một nữ nhân sáng sủa dáng người thực nóng bỏng tên du cô này một trận cười nhạt thật đúng là trực tiếp cởi quần hét lớn ta cởi quần đây nếu ai dám chắn ta đường đi thằng nhỏ chạm vào người đừng kêu a à. võ liệt gương mặt phát lạnh hạ lệnh nói bóp trứng tức khắc một người nữ võ sĩ dưới trướng nàng liền mang theo bao tay đột nhiên hướng tới tên du côn kia mà nhéo tên du côn kia khuôn mặt lập tức nhăn nhó biến đổi nháy mắt tái nhợt đến mức không có bất luận cái gì huyết sắc sự đau đớn còn hơn cả đi đẩy gấp trăm lần a à, vô cùng thê lương kêu thảm thiết cơ hồ xuyên phá tận trời sau đó tên du côn trực tiếp ngã xuống đất che lại trứng liều mạng mà quay cuồng, quá đau cả người đều phải run rẩy, tất cả lưu manh tại khu vực nhìn thấy cảnh này tức khắc gian chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trứng trứng co rụt lại. Đù mé, thật đúng là bóp trứng. trước đây chỉ là luôn mồm uy hiếp, hiện tại là làm thật. võ liệt lạnh giọng nói tất cả du côn lưu manh, phàm là cùng công tử từng có đánh cuộc, toàn bộ đừng im tại nơi này đừng cử động, bất luận kẻ nào dám can đảm rời đi trực tiếp bóp trứng. lúc này tất cả mọi người bị dọa sợ, đậu mé, thật là đáng sợ. Bất quá đám du côn này cũng không quá lo lắng, ngày đó chúng ta là ký tên hơn nữa ấn dấu tay, như là viết hoặc là là giả danh, toàn lấy tên luyên thuyền. Ngươi thẩm lãng biết ta là ai, ta không chơi cá cược, ngươi định ép ta sao, muốn thắng ta à, mơ đi. Nhưng rồi, một màn kịch đáng sợ bắt đầu diễn ra, thẩm lãng bắt đầu chỉ người. Từ vị trí cao, hắn chỉ tay về phía một người nào đó. Ngay lập tức, một số nữ võ sĩ tiến lên và bắt một người lại. Họ đang làm gì vậy? Ta không hề cá cược với thẩm lãng, ta không ký tên, ta cũng không để giấu tay. Nhưng sau đó, thẩm lãng đã tìm thấy chữ ký của người này, thậm chí còn tìm thấy dấu tay của hắn. Người này tức thì ngây người. Sao có thể như vậy? Thẩm lãng thật sự nhận ra hắn. Hắn đã gặp qua và không thể quên được. Theo chỉ dẫn của thẩm lãng, những kẻ đã ký tên vào danh sách đều bị bắt ra. Không một sai sót, không một chỗ hở. Thẩm Lãng nhớ rõ mỗi người, hắn có trí nhớ siêu phàm, như thể đã chụp ảnh và lưu lại trong đầu mỗi khuôn mặt, khi cần, chỉ cần gọi ra những hình ảnh đó. Những kẻ Du côn tức thì hoảng loạn, liệu họ thực sự phải đớp 10 cân cứt sao? Điều đó sẽ giết chết họ, hơn nữa, họ sẽ không dám ngẩng đầu suốt đời. Ngay lập tức, có người hét lên, Thẩm Lãng phá vỡ kỳ cương, Thẩm Lãng phá vỡ kỳ cương. Làm dối kỳ cương, Thẩm Lãng làm dối kỳ cương, nhất định làm rối kỳ cương ngay khi lời này vừa ra ngay lập tức được đa số người ủng hộ ở đây vốn là có rất nhiều người thi rớt trước đây ta chỉ quan tâm đến việc xem bảng điểm không để ý đến mâu thuẫn giữa thẩm lãng và những kẻ du côn nhưng giờ đây khi nhìn lại ta phát hiện tên mình không hề xuất hiện trên bảng điểm làm sao có thể với tài năng vượt trội ta đã viết luận văn và thi phú một cách xuất sắc làm sao có thể thi rớt điều quan trọng nhất là bát điên hắn chỉ là một kẻ lưu lạc một kẻ khất cái chưa bao giờ học hành chính thức làm sao hắn có thể giành được danh hiệu đệ nhất. Và còn có 10 kẻ khất cái khác, chỉ luyện võ trong một tháng, liên chúng võ cử nhân. Làm sao có thể, nhất định là họ đã làm dối kỳ cương. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công, thẩm lãng làm dối kỳ cương, thẩm lãng làm dối kỳ cương, trời chu đất diệt, trời chu đất diệt. Những người thi rớt này hô to và vỗ tay, những kẻ du côn thua cuộc tức thì mừng rỡ như điên, sợ rằng thiên hạ không loạn, tức thì hét lên càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy, hơn ngàn người ở đây cùng lên tiếng hô to. Khoa khảo bất công, đã làm dối kỳ cương, đã làm dối kỳ cương, giám khảo ra đây, giám khảo ra đây. Thẩm lãng đã làm dối kỳ cương, trời chu đất diệt, trời chu đất diệt. Một số thí sinh rớt thi đã tiến lên trước mặt Trúc Hồng Bình, nói to, công tử Trúc Hồng Bình, lần này ngươi vốn là đệ nhất danh trong ân khoa văn thí, mục tiêu chung của chúng ta. Nhưng kết quả lại bị thẩm lãng làm dối kỳ cương, khiến cho bát điên đoạt đệ nhất, thật là bất công. Công tử Trúc, chúng ta phải đòi lại công đạo cho ngươi. Đúng vậy, công tử Trúc, ngươi là đệ nhất danh, ngươi là con trai của tể tướng đại nhân, ngài gọi bệ hạ là dượng, làm sao có thể nhịn được sự nhục này. Đi đi đi, chúng ta đi đòi lại công đạo, công tử Trúc, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Những thí sinh rớt thi này cảm thấy mình yếu đơn, cần tìm một người dẫn đầu. Trúc Hồng Bình vốn là đệ nhất danh, lại có thân phận cao quý, hắn là lựa chọn tốt nhất để làm người dẫn đầu. Trong lòng Trúc Hồng Bình cũng rất khó chịu, Hắn cũng cảm thấy có điều gì không đúng. Nếu không thì tại sao hắn lại mất đi vị trí đệ nhất, hơn nữa lại bị một kẻ khất cái nào đó cướp mất. Nhưng hắn là con cháu của danh môn, làm sao có thể để những thí sinh rớt thi này lợi dụng. "Chư vị, ta xin phép từ." Trúc Hồng Bình không nói nhiều, trực tiếp rời đi. Nhiều thí sinh rớt thi hoàn toàn thất vọng, nhưng liệu mọi chuyện có dừng lại ở đó? Không, tuyệt đối không thể. Có những người không cam lòng, có những người chỉ đơn thuần muốn phát tiết vì phẫn nộ. Và còn có những người chỉ mong muốn thiên hạ loạn lên Hàng loạt su côn lưu manh đã tạo nên cuộc náo loạn Giám khảo ra đây, giám khảo ra đây Nếu không thì chúng ta sẽ làm loạn trường thi, làm loạn trường thi Đi đến lễ bộ, đi đến su mật viện, đi đến thượng thư đài để cáo trạng. Chắc chắn có người đã làm dối kỳ cương, nhất định có người đã làm dối kỳ cương Làm loạn trường thi, làm loạn trường thi Đi khóc ở Thánh Miếu, khóc lên ở Thánh Miếu Dưới sự dẫn dắt của hàng loạt su côn lưu manh rất nhiều thí sinh rớt thi đã mất đi lý trí. Họ lao vào trường thi và gây náo loạn, toàn bộ tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát, hàng ngàn người hoàn toàn mất đi lý trí. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, trường thi đã bị làm loạn một cách tàn phá. Trong trường thi, tượng thánh nhân cũng bị nâng lên, giết thẩm lãng, giết thẩm lãng. Thẩm lãng đã làm dối kỳ cương, hắn phạm tội, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Một nhóm nhỏ du côn lưu manh trong đám người hô to. Sau đó, Thật sự có hàng ngàn người tiến về phía Thẩm Lãng, muốn lợi dụng cơ hội này để giết hắn. Một nửa là những thí sinh rớt thi, họ từ lâu đã thống hận và ghen tị với Thẩm Lãng. Ngươi chỉ là con của dân thường, vì sao lại có thể sống trong phủ của Huyền Vũ hầu tước, sống cuộc sống xa hoa phú quý, trong khi chúng ta phải khổ sở học sách. Ngươi cũng học sách, vì sao ngươi không cần thi cử mà vẫn có thể trở thành cử nhân, thậm chí còn có thể làm quan. Bây giờ ngươi còn dùng 11 khất cái để tham gia ân khoa khảo thí, đây chính là coi thường chúng ta và bây giờ họ còn cao ngạo, trong khi chúng ta lại rớt thì. Phần còn lại là những du côn lưu manh, họ không chịu thua và sẵn lòng đánh cược. Thẩm lãng, ngươi cái kẻ tiểu nhân này lại muốn làm chúng ta phải chịu nhục. Ngươi mơ đi, chúng ta sẽ đánh chết ngươi. Thẩm lãng đã làm dối kỷ cương, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Hơn một ngàn người, cầm gậy gỗ, cầm cục đá, lao về phía thẩm lãng. Bảo vệ công tử, một số nữ tráng sĩ đã hình thành một vòng tròn, bảo vệ thẩm lãng ở giữa đánh chết kẻ phản loạn những nữ võ sĩ còn lại đã dũng mãnh lao vào điên cuồng mà đá phanh 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 không đá chỗ nào chỉ chọn ngay háng mà đá dù ngươi là tên du côn lưu manh hay là thí sinh thi rớt họ đều đá cho bất tỉnh trong nháy mắt người này rồi người kia liên tục bị đá bay ra ngoài tiếng kêu thảm thiết vang lên từng đợt những kẻ yếu đuối chỉ có thể né tránh trong khi những kẻ mạnh mẽ dám đối đầu với họ những kẻ bị thương nặng sắc mặt tái mét run rẩy vì đau đớn võ liệt lạnh lùng hỏi còn ai nữa không? ai dám lên đây nữa không? lúc này một tên du côn đột nhiên lao tới trước mặt nàng, nàng không thể tránh được, đành phải đối đầu. võ liệt sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, nàng đá mạnh vào giữa hai chân kẻ đối diện. a, à, tiếng kêu thảm thiết của kẻ kia đột nhiên tắt lịm giống như một con ếch xanh bị dẫm chết. máu tươi phun ra trong không trung. lúc này không chỉ là trứng gà đã vỡ, mà toàn bộ xương chậu của kẻ kia cũng bị đá vỡ. còn ai nữa không? còn ai nữa không? võ liệt và hàm nô cùng hét lên mọi người trên sân không ai dám tiến lên nữa chỉ còn biết đứng trong đám đông và hô to hơn một ngàn người đối diện với hàng trăm nữ tráng sĩ không dám tiến lên một bước chỉ dám vung tay hô to thẩm lãng phá dối kỷ cương trời chu đất diệt thẩm lãng phá dối kỷ cương trời chu đất diệt hãy đi cáo trạng hãy đi trung đô đốc phủ cáo trạng thẩm lãng không chỉ phá dối kỷ cương mà còn công khai giết người trên phố hãy đi cáo trạng hãy đi khóc thánh miếu hãy đi khóc thành miếu. Sau đó, hàng ngàn người cuồn cuộn rời đi trường thi. Một số người đi thiên càng trung đô đốc phủ, cao trạng thẩm lãng phá rối kỳ cương trong kỳ thi và còn hành hung giết người trên đường. Một số khác đi khóc thánh miếu, trong nháy mắt, toàn bộ thủ đô đại loạn, tiếng kêu đánh, tiếng kêu giết. Hết cháp 319